di tích Văn Miếu và ý nghĩa. Từ hàng ngàn năm trước, vua Lý Thái Tổ đã rời đô từ Hoa Lư về Đại Na và đặt tên là Thăng Long. Trải qua bao biến cố lịch sử và sự khắt khe của thời gian, Hà Nội vẫn lưu giữ được trong lòng những dấu xưa oanh hùng. Cùng với những danh thắng, một trong những nơi đó là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Đây là một di tích gắn liền với sự thành lập của kinh đô Thăng Long dưới triều Lý, đã có lịch sử gần nghìn năm với quy mô khang trang và bề thế, tiêu biểu nhất cho Hà Nội và cũng là nơi được coi là biểu tượng văn hóa lịch sử của Việt Nam. Theo Đại Việt Sử Ký, vào mùa thu năm Canh Tuất 1070, vua Lý Thánh Tông đã cho khởi công xây dựng Văn Miếu để thờ các bậc tiên thánh tiên hiền, các bậc nho gia có công với nước, trong đó có thờ Khổng Tử, người sáng lập nền nho giáo phương Đông, và Tư Nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An, người thầy tiêu biểu đạo cao, đức trọng của nền giáo dục Việt Nam. 6 năm sau, năm 1076, vua Lý Nhân Tông đã khởi công xây dựng Quốc Tử Giám, một trường nho học cao cấp nhất hồi bây giờ, nhằm đào tạo nhân tài cho đất nước. Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự lựa chọn đầu tiên của triều đình phong kiến Việt Nam về vấn đề giáo dục, đào tạo con người theo mô hình nho học của Trung Quốc. Hiện trong di tích còn có 82 bia đá, trên đó được khắc tên của 1.306 vị tiến sĩ trong 82 kỳ thi từ giữa năm 1484 đến năm 1780. Cũng trên các tấm bia này đã ghi lại người đỗ tiến sĩ cao tuổi nhất trong lịch sử nông Bàn Tử Quang. Ông đỗ tiến sĩ khi 82 tuổi. Người trẻ nhất là Nguyễn Hiền, quê Lam Trực, Nam Định. Đậu Trạng Nguyên khi mới 13 tuổi. Từ đó, Văn Miếu Quốc Tử Giám được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đã tồn tại đến thế kỷ 19. Tọa lạc trong một khuôn viên hơn 54.000 mét vuông, khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám nằm giữa bốn dãy phố, cổng chính là đường Quốc Tử Giám ở phía Nam, phía Bắc giáp đường Nguyễn Thái Học, phía Đông giáp phố Tô Đức Thắng, phía Tây là phố Văn Miếu, bên ngoài có tường. Bên trong chia làm 5 khu vực. Khu vực thứ nhất có Văn Hồ hay gọi là Hồ Văn, Văn Miếu Môn, tức cổng Tam Quan ngoài cùng. Cổng có 3 cửa, cửa giữa to cao và xây 2 tầng. Tầng trên có 3 chữ Văn Miếu Môn. Khu vực thứ hai từ cổng chính đi thẳng vào cổng thứ hai là Đại Trung Môn. Bên trái là Thánh Dịch Môn, bên phải có Đại Tài Môn. Tiếp trong là Khuê Văn Các, được xây dựng vào năm 1805. Khu vực thứ ba là giếng Thiên Quang hay Thiên Quang Tỉnh, có nghĩa là giếng trời trong sáng. Hồ Văn nằm đối diện cổng chính của Quốc Tử Giám, đã được trùng tu nhiều năm. Đây là một hồ nước trong, xung quanh có bờ cây xanh tốt, râm mát, giữa hồ còn có gò Kim Châu, cảnh trí yên bình, linh thơ, giúp cho các sĩ tử giải thoát bớt căng thẳng trước giờ thi. Khu nội tự Văn Miếu Quốc Tử Giám được ngăn cách với vườn giám và không gian bên ngoài bằng tường gạch, không trái bên ngoài, và có bố cục đăng đối từng khu, từng lớp theo trục Bắc Nam. Những lối đi trong Văn Miếu đều được trải sỏi hoặc lát đá sạch sẽ. Từ cổng chính Văn Miếu Môn và khu nhập đạo theo đường thẳng tới cổng Đại Trung Môn. Ở hai khu vực trồng cây bóng mát gần kín mặt bằng và có bốn hồ nhỏ đăng đối hai bên phải trái. Trong hồ được trồng sen, hoa súng, tạo cho cảnh quan càng thêm tươi đẹp. Quanh hồ được xây những bức tường hoa để ngăn cách lối đi với hồ. Lối tiếp tới Khuê Văn Các là một lầu vuông có 8 mái, bao gồm 4 mái thượng và 4 mái hạ. Bốn bên tường là cửa sổ tròn hình mặt trời. Tầng dưới là 4 trụ gạch vuông chạm trổ hoa văn. Tầng trên nằm bằng gỗ sơn màu đỏ thếp vàng, trừ mái lợp và những phần trang trí góc mái. Khu tiếp theo là bia tiến sĩ và hồ nước vuông Thiên Quang Tỉnh, riêng soi ánh sáng mặt trời. Sát bờ hồ là lối đi, những dãy bia đá trang nghiêm, cổ kính, dựng thành hai khu đông và tây. Mỗi khu chứa hai dãy bia đá, tất cả gồm 82 tấm bia, ghi họ tên, quê quán của những người đã đội tiến sĩ, trở lên. Bia được đặt trên lưng các cụ rùa vì theo quan niệm của ông cha ta, rùa là thần kim quy,
là biểu tượng của một vật, của một linh vật cho tinh thần, sức mạnh, sự yêu thương và đoàn kết. Kế tiếp, khu bia tiến sĩ là hồ Thiên Quang Tỉnh, là cửa Đại Thành. Bước qua cửa Đại Thành tới sân rộng hàng ngàn mét vuông lát gạch bát tràng. Đây là nơi xưa kia được dùng làm nơi tổ chức lớp học, nghe giảng đạo. Ngày nay là nơi tập trung tổ chức các sự kiện văn hóa của Hà Nội và quốc gia. Chính trước mặt là tòa đại bái đường rộng rãi, to lớn, chạy suốt chiều rộng của sân. Phía sau và song song với đại bái đường là tòa thiện điện, gồm chính gian, tường xây ba phía, mái cong vẩy cá. Thượng điện khi xưa là nơi thờ tự và học hành, ngày nay chỉ còn là nơi thờ Khổng Tử và các vị danh nhân. Ở gian chính của thượng điện đặt ngai lớn, bên trong có bài vị và tượng đồng của Khổng Tử. Hai gian bên phải trái đặt ngai thờ bốn vị Tăng Tử, Mạnh Tử, Nhan Tử và Tử Tư. Ngoài bài vị ra, cả bốn vị đều có tượng gỗ xuân son thiết vàng. Hai bên cửa sân là hai dãy Hữu Vu và Tả Vu, cũng là khu triển lãm trưng bày bán đồ lưu niệm cho khách tham quan. Sau thượng điện là khu khải thánh, nơi thờ cha mẹ Khổng Tử. Phần sau cùng là khu tiền đường và hậu đường. Đây là công trình hoàn toàn mới nằm trong dự án trùng tu khu Thái Học, khởi công xây dựng tháng 7 năm 99. Tiền đường là nơi trưng bày truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, đồng thời cũng là nơi tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, văn hóa nghệ thuật dân tộc. Hậu đường là kiến trúc gỗ hai tầng. Tầng 1 là nơi tôn vinh danh sư Tư Nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An và là nơi trưng bày về văn miếu Quốc Tử Giám Thăng Long và nền giáo dục nho học Việt Nam. Tầng 2 là nơi tôn thờ các danh nhân đã có công xây dựng văn miếu và đóng góp vào sự nghiệp giáo dục nho học của Việt Nam, đó là vua Lý Thánh Tông, Lý Nhân Tông và Lê Thánh Tông. Bên ngoài hậu đường còn có nhà chuông lưu giữ chuông Bích Ung đúc từ năm 1768 và nhà trống treo trống lớn màu đỏ. So với trường đại học Bologna ở Italy, ngôi trường đại học cổ nhất còn tồn tại ở châu Âu, ra đời vào năm 1088 cho đến nay. Trường vẫn giữ được những nét cổ kính với kiến trúc thời Trung cổ, nổi bật với các dãy nhà màu cam, mái vòm ở các hành lang được trang trí những họa tiết cầu kỳ. Quần thể văn miếu Quốc Tử Giám được xây dựng trên việc kết hợp hài hòa giữa kiến trúc Phật giáo, Nho giáo và văn hóa dân gian Việt Nam. Văn miếu Quốc Tử Giám là khu di tích lịch sử văn hóa đặc biệt quan trọng. Không những có giá trị về thông tin riêng lẻ, cả vườn bia tiến sĩ trong khu di tích văn miếu Quốc Tử Giám Thăng Long còn là biểu tượng lưu danh quá trình hình thành, phát triển của tầng lớp trí thức nho học Việt Nam. Những người đã tiếp thu, phát huy xuất sắc tinh hoa của nền văn minh phương Đông, sáng tạo ra cả kho tàng văn hiến, văn hóa, Hán Nôm, giàu đậm tinh thần yêu nước và bản sắc của dân tộc. Trong cuốn sách Văn bia tiến sĩ Văn miếu Quốc Tử Giám Thăng Long của Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Đức Thọ, các giá trị lịch sử văn hóa của các bia tiến sĩ Quốc Tử Giám Thăng Long đã được khảo cứu, tìm hiểu một cách cụ thể rõ ràng, từ đó khẳng định được vị trí vai trò to lớn của những tấm bia lịch sử đá này. Chủ trương của Lê Thanh Tông về việc dựng bia tôn vinh các nhà trí thức nho học, các bậc đại khoa là sáng kiến lớn được triều đình nhà Lê thực hiện một cách trọng thể. Dù không đủ bia cho toàn bộ các khoa và cũng bị mất mát thất lạc một số, cả vườn bia 82 tấm hiện còn đã trở thành một di tích văn hóa nổi tiếng của cả dân tộc, được các tầng lớp nhân dân ngưỡng mộ trân trọng. Có thể nói, dù do nhiều người viết trong những năm tháng thuộc nhiều thế hệ khác nhau, nhưng tất cả đều tập trung vào chủ đề nêu cao vai trò của trí thức. Và dù mỗi người mỗi vẻ, thì 39 tác giả văn bia đều nhấn mạnh ý nghĩa lưu danh, đồng thời nêu mối liên hệ chặt chẽ với vấn đề về phẩm giá danh tiết để gắm gửi những lời khuyến khích cao đẹp. Hãy làm mây, làm sao cho tỏa điểm tốt cho đời, làm ngọc sáng vàng ròng để làm của báu cho đất nước. Hãy làm giáo gươm để dẹp trừ tiếm loạn, làm bậc tiên giác như cây kỷ cây tử để vững chắc cột giường. Nếu không được như vậy thì hiền hay không hiền, trung hay tà, phải trái nên hư phân biệt rõ ràng. Ngọc có vết không thể che đậy, người đời sẽ chỉ vào những tên mà bàn tán công luận thật nghiêm
hai chẳng đáng sợ lắm sao? Trích Vũ Tuệ, văn biên tiến sĩ khoa năm 1514. Đó chính là ý nghĩa nêu danh đi đôi với sự khuyến khích cao đẹp, khuyên răn của cả hệ thống bia tiến sĩ ở văn miếu quốc tử giám. Không chỉ mang ý nghĩa nêu danh khuyến khích hiện tại giúp nước, văn bia quốc tử giám còn đóng vai trò là sứ đá của nền giáo dục khoa cử Việt Nam. Trước hết, nó là bức tranh lớn về quy mô nền giáo dục, không chỉ là văn bản mang tính chất lưu trữ thông tin. Các bài văn ký bia tiến sĩ ở văn miếu còn là những áng văn chữ Hán viết theo thể biển ngẫu, mỗi bài đều có những đóng góp đặc sắc cho di sản văn học nước nhà. Với tấm lòng chân thành của tác giả muốn truyền đến cho lớp lớp mai sau những lời khích lệ thiết tha, và đây thực sự là những tác phẩm văn học truyền đời. Cùng với đó, các tấm bia ở văn miếu nói chung được khắc dựng rất công phu, có giá trị về điêu khắc và thư pháp, trở thành những tác phẩm nghệ thuật thực sự. Từ những giá trị lịch sử văn hóa mà các bia để danh tiến sĩ tại văn miếu suốt nhiều thế kỷ nay đã truyền được tinh thần của người xưa gửi gắm trên những phiến đá, từ đó khích lệ lớp hậu sinh vươn lên mà học tập xứng đáng với người xưa, góp phần xây dựng đất nước. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân để UNESCO quyết định công nhận 82 bia đá của các khoa thi triều Lê Bạc tại văn miếu là di sản tư liệu thế giới.